Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật Báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn quan tâm, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chúc cho quý vị sẽ có những khoảnh khắc thật tuyệt vời, thật ý nghĩa khi xem video của chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin bóng đá ngày 10 tháng 5 trên kênh Nhật Báo 24 giờ. Và sau đây sẽ là những tin tức nóng nhất có trong ngày. Thông tin đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đón tin vui từ chân trời rơi xuống trước đại chiến với Indonesia. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Việt Nam bất ngờ tăng 3 bậc, leo lên vị trí thứ 90, dù hơn một năm qua không thi đấu chính thức trận nào. Sở dĩ có sự biến động này là do các đội xếp trên đều có thành tích không tốt trong tháng 4. Tiêu biểu như Liban trong hai trận giao hữu theo lịch FIFA, họ thua 1 hòa 1 trước Jordan và Kuwait, bị trừ 6,7 điểm. Hiện tại đội đứng sau Việt Nam là Georgia và Armenia. Nếu hai đội này không thắng Hy Lạp và Romania tại vòng loại World Cup 2022, thì Việt Nam sẽ giữ vững vị trí 90. Vị trí 90 thế giới cũng là thứ hạng tốt thứ hai trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Tháng 9 năm 1998, đội tuyển Việt Nam đạt được vị trí tốt nhất lịch sử khi xếp hạng 84 thế giới. Liên quan tới tuyển Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hiện vẫn đang đứng đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm. Malaysia có 9 điểm đứng thứ 2, Thái Lan đứng thứ 3 với 8 điểm, tiếp theo là UAE 6 điểm và Indonesia 0 điểm. Theo lịch thi đấu, đoàn quân áo đỏ còn 3 trận tại bảng G, lần lượt gặp Indonesia ngày 7 tháng 6, Malaysia ngày 11 tháng 6 và UAE ngày 15 tháng 6. Chỉ cần tích lũy thêm 6 điểm từ 3 đối thủ trên, thầy trò ông Park sẽ lập cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam, lần đầu góp mặt ở vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Thông tin tiếp theo, cả châu Á choáng váng với cách rèn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam được trải nghiệm cảm giác ra sân tập luyện ở khung thời gian khắc nghiệt nhất trong ngày, bắt đầu từ 11 giờ đến 12 giờ 30 phút. Dù vậy, các cầu thủ vẫn thực hiện tốt giáo án do huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự đề ra trên sân đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Việc nhà cầm quân người Hàn Quốc cho toàn đội tập luyện vào giữa trưa ở thời điểm nắng nóng như vậy là để bắt đầu làm quen với thời tiết khắc nghiệt ở UAE, nơi sẽ diễn ra cả 3 trận đấu. Giữa tuyển Việt Nam gặp Indonesia ngày 7 tháng 6, Malaysia ngày 11 tháng 6 và UAE ngày 15 tháng 6. Bên cạnh yếu tố thời tiết múi giờ, huấn luyện viên Park Hang-seo còn chú trọng đến việc kiểm tra thực lực của nhiều tân binh cũng như những cầu thủ từng có thời gian lên tuyển nhưng ít được trọng dụng. Vì vậy, các cầu thủ gắn bó với thầy Park lâu hơn cũng không được phép chủ quan bởi chỉ cần thiếu tập trung là có thể mất suất bất kỳ lúc nào. Đơn cử trường hợp của hai tiền vệ trung tâm ở Hoàng Gia Lai là Xuân Trường và Tuấn Anh, vốn xác định sẽ cạnh tranh nhau ở một suất đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Ở giai đoạn đầu của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Tuấn Anh thường xuyên lấy được niềm tin từ huấn luyện viên Park Hang-seo khi anh được giao đá cặp với Đỗ Hùng Dũng. Trong khi đó, Xuân Trường thường xuyên sắm vai dự bị. Bây giờ Xuân Trường tự tin rằng cuộc cạnh tranh ở hàng tiền vệ sẽ cân bằng hơn khi anh thường xuyên tỏa sáng trong màu áo Hoàng Gia Lai ở V-League 2021. Từ đó, sức mạnh của hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam càng tăng thêm. Xuân Trường chia sẻ, các thành viên đội tuyển Việt Nam rất vui khi gặp lại nhau sau thời gian dài, mọi thứ vẫn đang rất tốt. Lãnh đạo VFF và ban huấn luyện luôn đề cao an toàn trong mùa dịch để bảo đảm không có bất kỳ ai gặp vấn đề gì về sức khỏe. Phong độ của tôi ở câu lạc bộ khá ổn, nhưng lên tuyển là một thử thách khác mà tôi cần cố gắng. Huấn luyện viên Kiaty Shark nói với chúng tôi rằng nếu có phong độ tốt ở câu lạc bộ thì lên tuyển sẽ thuận lợi hơn. Ông cũng luôn chuẩn bị để giúp các cầu thủ Hoàng Gia Lai lên tuyển có được phong độ tốt. Nói về lịch thi đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022, tân đội phó của đội tuyển Việt Nam cho biết mật độ thi đấu 4 ngày trên một trận sắp tới tương đối giống với V-League hiện tại bởi rất dày. Để có được kết quả tốt thì đội tuyển Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị kỹ về thể lực, dinh dưỡng và hồi phục nhanh sau trận đấu. Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ khi tập trung lên tuyển đều đang có phong độ cao. Những người được chọn ra sân chắc chắn là những cầu thủ có phong độ tốt nhất và phù hợp với chiến thuật của huấn luyện viên. Có thể nói cuộc cạnh tranh vị trí ở khu vực giữa sân sẽ tốt cho đội tuyển Việt Nam. Đội trưởng Quế Ngọc Hải từng cho biết đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu từ 4 đến 6 điểm trong 3 trận còn lại.
Xuân Trường cũng có suy nghĩ giống đồng đội, cần phải có sự tập trung, cố gắng và hy sinh của các thành viên trong đội để đạt mục tiêu từ 4 đến 6 điểm. Chúng tôi không thể gặp gỡ bạn bè gia đình nên đó có thể coi như một sự hy sinh. Thông tin tiếp theo, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam sẽ lột xác trong hình hài mới. Đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu ở bảng G vòng loại World Cup 2022, tuy nhiên chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Hơn ai hết, huấn luyện viên Park Hang-seo cần tạo ra cuộc lột xác trong đợt này. Nỗi lo lắng bị bắt bài. Bóng đá là câu chuyện của thời điểm, bởi lẽ đó không có gì thành công là trường tồn mãi mãi. Hay nói cách khác, việc phủ định và bắt bài lẫn nhau được xem là động lực của sự phát triển. Nó khiến cho mọi đội bóng phải vận động để tránh bị tụt lại. Đã bao giờ bạn thấy đội bóng của Pep Guardiola cầm bóng ít hơn đối thủ và chơi phòng ngự phản công? Câu trả lời là rất hiếm. Trận đấu lượt về bán kết Champions League với PSG mới đây là ví dụ điển hình cho thấy tư duy của tướng Pep đã thay đổi. Ở góc độ lớn lao hơn, thế giới bóng đá từng chứng kiến sự thống trị của lối chơi kiểm soát bóng hay phòng ngự phản công ở thập kỷ trước đang dần trở nên lỗi thời. Sự xuống dốc của huấn luyện viên Mourinho là ví dụ điển hình. Giờ đây, thế giới bóng đá đang chứng kiến sự lên ngôi của lối chơi pressing. Nói vậy để thấy rằng nỗi lo bị bắt bài là câu chuyện muôn thuở của bóng đá thế giới. Nó không phải tới trong giai đoạn dài mà xuất hiện trong từng giai đoạn ngắn. Không ai có thể phủ nhận rằng đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo xuất sắc nhất ở khu vực Đông Nam Á, chưa thua đội tuyển nào ở Đông Nam Á. Nhưng nó không có nghĩa rằng đội tuyển Việt Nam sẽ mãi thống trị. Chẳng nói đâu xa, bóng đá Thái Lan từng nếm trải bi kịch của sự tụt hậu và đang phải lấy lại mình. Đội tuyển Việt Nam càng xuất sắc, những đối thủ như Thái Lan, Malaysia, UAE càng chú ý tới nhiều hơn. Họ chắc chắn sẽ có phân tích, mổ xẻ để bắt bài lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau thành công của huấn luyện viên Park cùng đội tuyển Việt Nam, cả Thái Lan lẫn Indonesia đều đầu tư mạnh để chiêu mộ những huấn luyện viên từng làm việc ở World Cup là Akira Nishino và Shin Tae-yang. UAE cũng liên tục đưa về những huấn luyện viên xịn trên thế giới trong vòng hơn một năm qua. Rõ ràng việc sống trong ý nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam thực sự mạnh như thời điểm cách đây 2 năm là điều tự sát. Thế giới đã thay đổi, không có nghĩa rằng rồng vàng vẫn ôm khư khư hào quang trong quá khứ. Trong cái khó, ló cái khôn. Trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng. Ở vị trí thủ môn, Văn Lâm đã trải qua thời gian dài không thi đấu, rất có thể là sẽ không được ra sân ở câu lạc bộ Sergio Osaka cho tới khi tập trung của đội tuyển Việt Nam. Ở hàng thủ, hai cầu thủ Trọng Hoàng và Văn Hậu đã được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam, nhưng chưa chắc có thể góp mặt khi chưa bình phục chấn thương. Mới đây, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo huấn luyện viên người Hàn Quốc không nên nóng vội sử dụng Văn Hậu. Đó chưa kể tới việc Đình Trọng bị treo giò ở trận gặp Indonesia, còn Duy Mạnh mới trở lại. Điều đó có nghĩa rằng hàng thủ đội tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là ở đôi cánh. Trong khi đó, sự vắng mặt của Hùng Dũng cũng khiến huấn luyện viên Park Hang-seo mất đi tiền vệ con thoi hiệu quả. Người đá cặp với Hùng Dũng là Tuấn Anh chưa tìm lại được phong độ tốt nhất sau thời gian chấn thương. Nói vậy để thấy rằng, so với thời điểm đỉnh cao, bộ khung của đội tuyển Việt Nam có thay đổi nhất định. Nhưng trong cái khó, ló cái khôn, những sự thay thế có thể mang tới nét mới, hứa hẹn tạo ra bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam. Trong khung gỗ, thủ thành Tấn Trường có thể là lựa chọn tốt trong bối cảnh Văn Lâm tìm lại phong độ tốt nhất. Hay ở vị trí hậu vệ cánh, Văn Thanh hay Tấn Tài hoàn toàn có thể mang tới nét mới cho đội tuyển Việt Nam. Sự vắng mặt của Hùng Dũng có thể giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo tìm ra nhân tố mới. Nhiều chuyên gia nhận định Cao Văn Triển có thể là nhân tố bí ẩn của thầy Park. Bên cạnh đó, Minh Vương hay Xuân Trường đều đạt phong độ cao ở Hoàng Gia Lai. Ở hàng công, sự tỏa sáng của Văn Toàn hay Công Phượng trong màu áo Hoàng Gia Lai có thể mang tới tín hiệu tích cực. Huấn luyện viên Kerry Sharp đã khiến tất cả thay đổi cái nhìn về Văn Toàn. Đó không chỉ là cầu thủ chạy cánh đơn thuần mà còn có khả năng săn bàn siêu hạng khi được bố trí đá tiền đạo cắm. Hay Công Phượng hoàn toàn có thể là nhân tố đột biến, nhất là khi sự tự tin của cầu thủ này đã trở lại. Trong buổi tập mới nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bất ngờ cho các cầu thủ tập không chiến. Đó là bài tập mới lạ so với lối chơi của đội tuyển Việt Nam trước đây. Tiến Linh, người đang đạt phong độ cao ở V-League, vẫn là bài tẩy mang tới nhiều bất ngờ. Rõ ràng đây là thời điểm tốt để đội tuyển Việt Nam làm mới mình trước chặng đường quan trọng ở phía trước. Yếu tố bất ngờ luôn rất quan trọng trong những trận cấu đỉnh cao. Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên điều đó.
Thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng với hàng tiền đạo. So với 8 tiền đạo được tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 12 năm 2020, lần tập trung gần nhất tháng 5 này, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ gọi lên 6 cầu thủ. Tuy nhiên, hiệu suất của họ khiến chiến lược gia người Hàn Quốc phải bất ngờ. Trừ Hồ Tuấn Tài của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC không được gọi tên và đưa Phan Văn Đức của Sông Lam Nghệ An về vai trò tiền vệ. So với bản danh sách năm ngoái, huấn luyện viên Park Hang-seo có 6 tiền đạo chính thức đợt này, gồm Văn Toàn, Công Phượng, Hoàng Gia Lai, Văn Long, Đức Trinh, SHB Đà Nẵng, Tiến Linh, B Bình Dương, Anh Đức của Long An. Trong số những cái tên trên hàng công của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cực kỳ yên tâm với cặp tiền đạo Hoàng Gia Lai là Công Phượng, Văn Toàn. Hai người đồng đội trưởng thành cùng nhau khi còn là những cậu bé đang làm khuynh đảo V-League khi sở hữu 13 bàn thắng trong tổng số 23 pha lập công cho Hoàng Gia Lai sau vòng 12. Số lượng bàn thắng của Công Phượng với 6 bàn đã cân bằng thành tích năm ngoái khi chơi cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và giành danh hiệu không chính thức vua phá lưới nội. Văn Toàn thậm chí còn hơn vượt Công Phượng với một bàn nhiều hơn và đang thách thức danh hiệu vua phá lưới toàn giải với các ngoại binh. Văn Toàn đã có thành tích tốt hơn chính mình. Sau khi đá đủ 20 trận cho Hoàng Gia Lai vào năm ngoái và chỉ có 5 bàn, bộ đôi cầu thủ Hoàng Gia Lai đang có phong độ khiến bầu Đức mắt mặt trên hành trình tìm kiếm danh hiệu vô địch V-League đầu tiên cho câu lạc bộ sau 17 năm. Tiến Linh đang có 6 bàn và cũng đã nhiều hơn một bàn so với thành tích của mình ở cả mùa giải 2020. Điều đáng nói là Tiến Linh chỉ ra sân 11 trận ở mùa này và đá hỏng quả 11m trận thua Sông Lam Nghệ An. Khả năng của Tiến Linh đã được huấn luyện viên Park Hang-seo nhìn thấy và đầu tư từ 3 năm qua. Cầu thủ của B Bình Dương đã từng bắn hạ UAE ở Mỹ Đình năm 2019 và tới UAE tháng 6 tới. Tiến Linh vẫn sẽ là hy vọng hàng đầu. Những cái tên còn lại như Anh Đức cũng đang có phong độ khó tin khi vừa cập bến Long An. Tưởng chừng đã hết thời, Anh Đức ghi cả 5 bàn và là cầu thủ duy nhất ở câu lạc bộ này biết ghi bàn sau 7 vòng đấu. Long An từ chỗ khốn đốn trụ hạng giờ đã lên hạng 3 nhờ khả năng của chân sút 36 tuổi. Anh Đức sẽ là giải pháp tình thế hữu hiệu cho ông Park. Tương tự là Hà Đức Trinh. Chân sút SHB Đà Nẵng có thể vô duyên với huấn luyện viên Huỳnh Đức nhưng luôn khác biệt dưới tay của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đức Trinh chơi rất bùng nổ dưới tay ông Park và sẽ là lựa chọn không tồi khi thay người để tạo đột biến. Người đồng đội của Đức Trinh là Văn Long thực sự khó lòng ở lại đội tuyển hơn cả. So với hàng công của đội tuyển Việt Nam đã được triệu tập vào tháng 12 năm 2020, khiến huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận rất đáng lo. Công Phượng là người ghi nhiều bàn nhất ở V-League với 6 bàn. Văn Quyết, Tuấn Tài, Tiến Linh, Văn Toàn cùng có 5 bàn thắng. Hiệu suất ghi bàn trung bình của các chân sút này là 0,25 bàn trên một trận sau 20 vòng đấu. Còn sau vòng 12, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh, Đức Trinh, Anh Đức đã có hơn 26 bàn, hơn 0,4 bàn một trận. Nếu kể thêm những tiền đạo như Văn Đức 5 bàn, Minh Vương 4 bàn, đội tuyển Việt Nam thực sự có cơ sở để kỳ vọng sẽ gieo sầu cho Indonesia, Malaysia, UAE vào tháng 6 tới. Sự cạnh tranh khắc nghiệt ở V-League vô tình đã chứng tỏ năng lực của cầu thủ nội, kèm với hàng phòng ngự vốn đã quen ngăn cản với các ngoại binh, thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo tràn trề cơ hội làm nên lịch sử tại UAE. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những video hay nhất, mới nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.